Ok, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và ngày hôm nay trở lại với một cái vlog. Cũng khá là lâu rồi mình không có ra một cái vlog nào hết. Và hôm nay mình quyết định làm một chuỗi series nói về những thiết bị mà mình hay dùng cho công việc làm phim của mình. Nếu mà các bạn có thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ theo dõi mình nha. Ok, let's go. Mình hiện giờ đang cầm con Sony A7S Mark II thì mình xài con này cũng khá là lâu rồi. Thì trước thời điểm đó thì mình cũng đã có xài thì dòng Canon thì nó cũng bá đạo lắm á, nhưng mà từ lúc mình chuyển qua Sony cái mình thích tới giờ luôn. Thì dòng Sony thì cũng có rất là nhiều loại như 6300, 6400, 6500 đâu đó. Các bạn mua cái dòng đó xài cũng rất là ok, nhưng mà mình thích nhất con Sony A7S Mark II. Thì trong thời điểm này nó cũng đã ra một cái con Sony A7S Mark III nữa. Nhưng mà cũng chưa đến lúc mà mình phải đổi qua cái dòng đó mình xài. Tại vì cái dòng này mình đang xài rất là ngon mà. Máy mình quay cũng rất là ok. Với lại màu sắc hình ảnh của mình hiện giờ khách cũng đang chuộng nữa. Nên mình quyết định là chưa có đổi. Khi nào mà con này nó hết thời đi rồi mình sẽ đổi. Và trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ không nói về cái con này nhiều. Sẽ có một cái video mình sẽ giới thiệu cho các bạn sâu hơn về cái dòng máy này. Và đặc biệt những cái video mình làm là chuyên về quay phim chứ không có chụp hình nha các bạn nha. Các bạn có thắc mắc cái gì thì cứ comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hôm nay mình sẽ lên nguyên một cái bộ full set cho con A7S Mark II. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái khung Titan. Cái khung này nó cũng rẻ thôi chứ cũng không có mắc lắm, thì các bạn cứ tìm hiểu và mua. Đặc biệt mua cái khung các bạn phải để ý là bên hông chỗ cái khung á, là phải có cái chỗ kẹp cái cổng HDMI. Nếu mà các bạn mà không có cái chỗ kẹp này á, thì di chuyển tới lui thì nó sẽ bị gãy. Đây cái cổng HDMI để mình cho mọi người xem. Mình cũng đã chuẩn bị ở đây. Thì cái cổng HDMI như thế này thì cái đầu nó rất là nhỏ. Khi mà các bạn không có cái chỗ mà kẹp cái cổng HDMI như thế này nè, thì nó sẽ dễ bị gãy. Nhưng mà cái cổng này có chỗ bán 150, có chỗ bán 100. Nhưng mà một ngày gãy từ 1 đến 3 cộng thôi là thấy là đứt vốn rồi đó nghe các bạn nha. Nên các bạn cứ tìm hiểu nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắp trước cái khung này vô. Thì khi mà các bạn mua khung á, thì người ta cũng cho các bạn những cây lục giác như thế này nè. Để dặn vô cái đít nó. Đây bây giờ mình sẽ dặn nó vô trong máy. Các bạn cố gắng dặn cho nó cứng nha, chứ đừng có để cho nó lỏng quá là nó sẽ bị gớt máy ra ngoài là xong cái chén cơm luôn á. Ok, bây giờ mình đã gáp xong cái khung rồi, bây giờ cái kế tiếp là cái đế của cái khung. Thì Titan nó có cho mình một cái đế rất là tiện lợi, đó là có cái giá đỡ len nữa nè. Khi mà các bạn ôm đi á, len mà dạng dòng 70-200 mà các bạn mà khiêng đi mà nó va chạm rồi này nọ thì nó rất là mệt. Khi mà khập xuống nó gãy cái ngàm ở chỗ này nè, mệt lắm. Nên nó cũng đã chuẩn bị cho mình một cái để đỡ len. Và cái thứ hai nữa là nó cho mình một cặp đũa, là có hai cái lỗ ở đây nè, là để mình nhét cặp đũa vô á, để mình sử dụng cái master box với cái đế pin. Thì một chút nữa mình sẽ giới thiệu tới cái vấn đề cái phần đó cho các bạn. Bây giờ mình gắn cái cặp đũa đó vô nha. Đây bây giờ mình sẽ gắn cặp đũa nè, để mình để gần cho các bạn coi. Đây cặp đũa đây. Đũa này là đũa gắn vô máy chứ không phải đũa ăn cơm nha. Đây để mình gắn vô. Các bạn sẽ dặn một cái con ốc ở bên hông này nè, là nó sẽ hở cái cạnh nó ra để mình nhét cái cặp đũa vô rồi mình siết lại nó sẽ cứng cho các bạn. Đó, bây giờ mình gắn vô nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt cái máy vô trong cái đế này. Nhìn thấy nó chắc lọi không? Ở dưới cái đế máy á, thì nó sẽ có một cái nút. Các bạn phải bấm vô cái nút này để nhét vô nó mới vô nha. Chứ các bạn đẩy như vậy thì nó sẽ không có vô được. Rồi. Và bên hông này nó sẽ có cái nút lóc lại, các bạn sẽ lóc lại. Đừng có quên cái lóc lại nha, nếu không lóc lại là nó sẽ rớt ra ngoài. Đây, các bạn thấy nó cứng cáp chưa? Cứng cáp chuyên nghiệp chưa? Rồi, cái kế tiếp nữa thì mình giới thiệu cho các bạn đó là cái bán tay cầm của cái khung Titan. Thì mình mua cái bộ khung nó sẽ có cái bán tay cầm này luôn. Mình không có mua riêng ở ngoài nữa. Và mình sẽ gắn vô, nó cũng rất là dễ, nó cũng có cái nút ở đây nè, các bạn phải bấm xuống. Rồi nhét vô, nó rất là dễ, rồi siết lại nha. Đây, các bạn thấy nó chắc chưa? Cứng ngắc luôn. Sẽ có một cái video mình sẽ giới thiệu về cái bán tay cầm này, nó sẽ có cái hữu dụng như thế nào.
để dành cho các bạn để handheld rồi đó. Mình sẽ có một cái video mình làm về vấn đề đó. Rồi, cái kế tiếp là cái Matterbox. Matterbox đây. Trong cái khung này á, cái mà mình thích nhất là cái gì biết không? Cái Matterbox này nè. Nhìn nó đẹp đẹp dễ thương á, nhưng mà thật sự á, thì mình không có sử dụng hết công dụng của nó, chỉ có những cái dòng máy lớn á, thì mình sẽ sử dụng hết cái công dụng của cái Matterbox này là để chắn ND. Sáng quá thì mình sẽ chắn ND ở đây, mình sẽ sử dụng được cái mấy cái miếng ND nhỏ 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 chắn lại để giảm cái lượng sáng lại. Thì nếu mà mình có điều kiện, mình sẽ mua những cái ND đó, mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Và hôm nay mình chỉ làm nguyên cái bộ full box thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái Matterbox này vô nha. Đặc biệt bên Matterbox, nếu mà các bạn thay len thì các bạn phải gỡ cái này lên và kéo qua thì mình sẽ thay len, chứ không phải là mỗi khi mà mình thay len là mình phải tháo cái Matterbox ra ngoài là không có nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở này. Đó, mình gắn vô xong rồi mình sẽ siết nó lại. Siết cho cứng nha các bạn nha. Đừng để lỏng rớt ra ngoài là mất tiền luôn á. Thật sự là những cái này là những cái đồ chơi cho máy thôi. Nếu mà nói về công dụng của nó thì cái sản phẩm nó ra thì cũng trong máy thôi, chứ nó cũng không phải là mấy cái vật này hỗ trợ. Tại vì làm cho cái body của mình á, nó chuyên nghiệp hơn, để khách hàng ta nhìn vô người ta ta nói mình không phải cùi bắp nữa. Rồi ok, bây giờ cái kế tiếp nữa là cái đế pin. Đây, cái đế pin có một cái loại đế pin rất là mắc tiền, cái loại đó là loại xịn đó, nhưng mà mình thấy mua cái đó thì phí tiền quá, thôi mình mua cái này thôi. Tại vì dù sao đi nữa mình cũng đã sử dụng cái cổng detach kia, cái cổng detach như thế này nè, để chia ra thành mấy đầu để mình xài á, nên mình sẽ không có mua cái đế pin đó, mình chỉ mua cái đế này thôi để cho nó giữ cái cục pin của mình lại trên máy. Chứ thường thường mỗi lần á mình cứ để pin lên vậy cái mình lấy băng keo mình quấn lại á, thì nhìn nó không có chuyên nghiệp lắm, với lại nhìn nó rườm rà, nhìn nó xấu cái máy của mình đi, không có cảm giác để mình quay. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dòng pin này nha. Đây, dòng pin này ta gọi là pin V-mount. Thì dân quay phim nào á, thì cũng phải có mua cho mình một cái cục như thế này. Cái thứ nhất, khi mà mình đi tỉnh thì mình hạn chế cái việc mình sạc pin lại, mình chỉ xài một cục này. Nhưng mà mình xài một cục này là mình xài cho tới tới chiều hoặc tới khuya. Nếu mình quay xuyên suốt thì mình xài tới khuya, còn mình quay mình cắt máy lên cắt máy xuống á, thì chắc tới mai nó mới hết cái cục pin này nha. Thì nó rất là tiện lợi ở chỗ đó. Còn các bạn không có tiền thì các bạn sẽ mua một cái cục pin này nè, thì chịu khó sạc liên tục. Đi tới bối cảnh là phải đi kiếm cái chỗ nào để ra một cái đường điện để mình sạc pin, cái đó nó mất thời gian của mình rất là nhiều khi mình di chuyển nữa. Rồi mình sẽ gắn cái đế pin này vô. À, mình gắn cái đế pin xong, bây giờ mình sẽ gắn cái cục pin vô cho các bạn coi nha. Đó. À, các bạn thấy không? Nó cảm thấy nó cứng cáp và nó không còn lêu lỏng nữa. Rồi, bây giờ mình gắn cái đế pin xong, mình gắn cục pin xong, bây giờ cái điều nữa trong cái dòng máy Sony này á, nếu mà các bạn không có một cái mo thì các bạn sẽ không có xài được. Tại vì mình quay thì mình quay S-Log chứ mình không quay thường. Nếu quay thường thì mình giờ chọn những cái dòng mà Canon á, thì mình sẽ chọn những dòng đó thì mình quay cái hình ảnh nó ra master sẵn luôn. Mình về nhà mình chỉ chỉnh sơ sơ thôi là mình giao bài cho khách, nhưng mà mình không can thiệp được gì màu sắc rất là nhiều, nên mình phải dùng con Sony để mình quay S-Log. Thì nó có cái dòng S-Log 2, S-Log 3 rồi đó, các bạn sẽ tìm hiểu vấn đề đó nha. Thì cái dòng đó thì mình mở lên thì nó rất là coi, nó coi hình nó rất là khó. Khi mình bật cái view của cái máy Sony lên như thế này, cái view nó rất là nhỏ xíu như thế này nè, mình quay S-Log nữa là dễ bị out focus lắm, nên mình phải dùng một cái mo. Mà cái mo đó, mình thấy cái mo Leeboost là mo xài ổn định nhất trong những cái dòng mo mà mình đã quay. Mình cũng xài rất là nhiều á, mình xài đủ thứ loại dòng mo luôn á, mà mình thấy cái mo này là ổn định nhất, là tiện nhất, với lại vừa túi tiền mình nhất thì mình xài. Thì trước tiên mình muốn bắt cái mo này lên trên cái máy thì mình phải có cái cây Magic Arm này nè các bạn. Đó, mình phải có cái cây này để mình bắt lên trên cái máy mới được. Thì cái cây này mua ở ngoài tầm cỡ 700-800 một cây á, nhưng mà cây này cây đa năng nè. Có những cái cây nó nhỏ như thế này nè, nhỏ xíu gì luôn á, mà cây nhỏ quá thì nó dễ bị rớt ra. Tại vì trên đây nó cũng có để cho mình một cái để mình nhét cái cây nhỏ nè, nhưng mà mình không có sử dụng, mình mua cái này nó tiện hơn. Có nhiều người ta bắt lên cái khung, nhưng còn mình á thì mình bắt lên trên đây thôi, bắt trên đây là tiện nhất. Với việc mình làm những cái cú mà handheld rồi này nọ đó, nó cũng dễ nữa. Rồi
chắc khừ luôn. Rồi mình sẽ bắt cái mo lên cho các bạn coi nha. Trên cái mo nó sẽ có một cái lỗ nè để mình bắt vô. Thì cứ bắt vô cảm thấy chỉnh, cảm thấy nó vừa với mắt mình thì được. Đó. Các bạn thấy nó cứng cáp và chuyên nghiệp chưa? Thấy cứng cáp chưa? Rồi bây giờ mình đã bắt xong cái máy như thế này thì điều mà mình giới thiệu với các bạn là nguyên một cái đống dây này là mình phải bắt vô nữa. Thì lúc nãy mình cũng đã nói rồi, trên cái pin này nè là phải xài cọng dây chia của cái cọng detach này nè, mình phải chia cái cọng này ra để mình vừa xài máy vừa xài mo. Thì trên đây thì mình chia ra thôi, ghim vô nha. Đó thì mình xài pin ảo. Đặc biệt mình xài pin Vmount này mình phải xài pin ảo, chứ mình không có xài cái pin mà của máy mà mình mua. Nếu thí dụ như mình không có pin Vmount đi thì mình phải mua pin máy, mà pin máy á, mình mua đâu có phải là 3 cục là xài đủ nguyên ngày đâu, mình phải mua 4 đến 5 cục chưa chắc là đã đủ nữa. Nếu mà quay nhiều, đi quay sitcom hoặc là MV gì đó là mình phải đi sạc pin rất là cực luôn á, sạc phải liên tục để xài. Còn cái này không có, là mình chỉ xài cục pin ảo này thôi, là cái đầu nó là đầu detach đây. Bắt đầu mình sẽ nhét xuống dưới cái đít này, mình ra cái đây thì nó sẽ ok, là mình vừa xài pin máy vừa xài pin mo thì mình quay cả ngày không hết, thì nó rất là tiện dụng. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cái dòng này thôi. Hồi hồi trước đó nữa mình không có xài cục pin này mà mình xài cái cục đa năng, mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Xài cục đa năng thì mình xài pin máy, pin của máy luôn, là sẽ có một cái cổng nguồn chia từ trong máy này nè, ghim vô cái đầu USB. Thì mình xài hồi đó mình xài chỉ được cho máy thôi chứ không xài được cho mo, mà xài tầm cỡ tới chiều là phải đổi cái cục này, thì mình phải thủ tầm cỡ 2 cục để mình xài. Nhưng mà xài một thời gian nó bị phù lên, nó sẽ bị hư cục pin này. Thay vì mình mua cục pin này nó cũng mắc tiền, mà mua cục pin máy nó cũng đã mắc tiền, thì mình để tiền đó mình mua cục pin Vmount như thế này mình xài thì nó chất lượng hơn. Nên mình khuyên các bạn nên tìm hiểu cái dòng pin này nha. Có loại nó rất là rẻ tiền, cái loại Trung Quốc nó rất là rẻ tiền, thì mình mua cái dòng đó cũng được. Thì mình xài một thời gian cái mình thấy nó phù quá thì mình thay đổi những cái khác mình xài thôi. Nên mình khuyên các bạn là vậy. Rồi phải có cái trắng này nữa nha. Cái này là hay dùng đó, cái này là mình hay dùng đó. Nói chung những cái phần trong đây á, thì mình ít sử dụng lắm, nhưng mà cái miếng này mình hay dùng. Tại mình quay đêm đi mà làm đèn á, nó bị halo á, là mình có cái miếng này mình cắt là nó không bị halo góc máy của mình. Hoặc là mình ra ngoại cảnh mình quay những cái ngược nắng á, mình cắt cái này nó cũng đỡ nữa. Thì thay lens thì rất là dễ. Nếu các bạn cứ nói gắn vô như vậy rồi tới lúc thay lens cái phải gỡ cái masterbox này ra để thay mới được, không có. Bạn kéo cái này lên và nó có cái cây đẩy ra gì nè. Đó. Đúng không? Thay lens rất là dễ, thay xong rồi các bạn đóng cái này lại. Rất là tiện. Nó không có rườm rà gì hết. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn về cái phần full box của cái con Sony A7S Mark II này thôi. Thì sau này đó mình có điều kiện thì mình có những cái dòng máy khác á, thì mình sẽ lên một cái bộ full box của những cái dòng máy lớn chút xíu nữa, coi nó có hùm hố không. Tại vì các bạn làm như vậy á, thì đi show á, thì nó cũng có cái lợi mà cũng có cái là rất là mệt. Là mình phải ôm như thế này, là mình ôm thì mình đi nè, nó rất là nặng nha. Thì video của mình đợt này thì mình chỉ giới thiệu vậy thôi, cái tập 1 này của mình chỉ giới thiệu vậy thôi. Thì các bạn nếu yêu thích những cái mà mình chia sẻ thì nhớ theo dõi cái kênh YouTube của mình. Ok, video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn có thích video của mình thì nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha.